Xin chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc ạ. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán trong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0296164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 10 tháng 6 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng em đang có rất là nhiều những dòng hàng lan đẹp, đặc biệt là rất nhiều những cái màu sắc dáng hương đuôi cáo, những cây tuyển rất là tuyệt vời luôn, và đủ màu sắc những cái cây phi điệp tím hiện tại đang nở, để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cây lan và rất là nhiều những dòng hàng lan khác đẹp đáng sưu tầm cô chú anh chị nhé. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc ạ. Khi cô chú anh chị nhận hàng mình phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng, gem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện nhắn tin theo số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Và mỗi 1kg tiếp theo cước phí cộng thêm 5.000 nữa cho 1kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc của chính trị nhé. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan dáng hương Hải Yến ạ. Cái lô dáng hương Hải Yến hàng hôm nay về là những cây tuyển chọn hàng cây lớn cô chú anh chị nhé. Hàng cây lớn vào thời điểm hiện tại thì em thấy là còn có rất là nhiều những cây lan mà nó đang có nụ. Tuy nhiên thì cái tầm nụ bây giờ là nụ đã rất là lớn rồi, nên là mình khó mà có thể được chơi hoa trọn vẹn. Chỉ là còn có bông nào thì mình có thể thưởng thức bông đấy thôi. Và dòng hoa Hải Yến thì hoa rất là thơm. Đầu tiên cô chú anh chị mình cùng ngắm một số sắc hoa của dòng lan Hải Yến ạ. Một cái màu sắc hoa tím ngọt ngào rất là tuyệt vời mà cực kỳ là thơm cô chú anh chị nhé. Hiện tại thì nhà vườn bên Việt Nam mình cũng có rất là nhiều những nhà vườn trồng vào vườn những cây Hải Yến với những cái giò lan cực kỳ là đẹp luôn. Và dòng Hải Yến hôm nay thì nó là dòng cây lớn. Tuy nhiên thì giá hôm nay thì cũng siêu yêu thương cho cô chú anh chị mình, đó là chỉ có 140.000 cho 1kg thôi. Thì nói chung là hàng hôm nào về cây mua được rẻ thì em cũng sẽ xin phép được giao lưu cùng cô chú anh chị, vì giá nó hợp lý, nó rẻ hơn để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm được những cây lan rẻ cô chú anh chị nhé. Em sẽ bán ngay từ 0,3kg rồi cô chú anh chị ạ. Bán ngay từ 0,3kg cái dòng lan Hải Yến này. Và sang bên này đây sẽ là những cây lan Hải Mốc Hồng. Hôm nay em quên mất là không nhớ lấy những chậu lan Hải Mốc Hồng mà bên nhà em đã trồng thuần được, rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Riêng dòng Hải Mốc Hồng này khi mà cô chú anh chị trồng lên chậu rồi mà thuần được rồi, cô chú anh chị ngắm lá thôi cũng xinh, bởi vì nó nhìn cây lá xếp rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Cái dòng lan Hải Mốc Hồng này em đang bán với giá chỉ có 120.000 trong kg thôi, mà khi mà cô chú anh chị lên chậu ấy chỉ cần một chậu khoảng tầm 3 cây là cũng rất là đẹp rồi, riêng cái Hải Mốc Hồng này. Và khi mà nó nở hoa thì phải nói là hoa của Hải Mốc Hồng đẹp xuất sắc. Cô chú anh chị có thể cùng em ngắm một số mặt bông của dòng lan Hải Mốc Hồng đẹp mê mẩn cô chú anh chị nhé. Nay em bảo là lấy một số chậu Hải Mốc Hồng đã thuần rất là lâu của em xuống để giao lưu cô chú anh chị, nhưng mà lại quên mất rồi đây. Một bông của Hải Mốc Hồng cây bé nhỏ nhưng mà hoa rất là to luôn cô chú anh chị nhé. Đây là mặt bông của dòng lan Hải Mốc Hồng đấy ạ. Và em bán Hải Mốc Hồng với giá là 120.000 cho 1kg. Em bán ngay từ 0,3kg. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em một lô Hải Mốc Hồng 0,3kg như vậy. Cô chú anh chị có thể thấy là nó phải hơn 50 cây, tức là chỉ rơi 30 mấy nghìn thôi. Cô chú anh chị về ghép mỏi tay luôn cô chú anh chị nhé. Và ở đây thì em còn đang có một cái phần lan Hải Trần Liên. Cái chỗ này thì cô chú anh chị cũng về có thể làm được một cái giò lan Hải Trần Liên rất là đẹp. Hải Trần Liên này thì thời điểm bây giờ gần như là nó cạn kiệt, trên rừng rất là cạn kiệt rồi. Em bán cả lô Hải Trần Liên này với giá là 70.000 này. Và sang bên này đây cũng là những cây lan Hải. Đây là Hải, bên này đây là dòng lan Hải Henry nhé. Những chậu lan Hải Henry này thì cũng đang chuẩn bị đến mùa hoa rồi. Mang hình dáng chiếc Hải màu tím hồng và độ bền phải tầm hơn 2 tháng. Rất là đẹp cô chú anh chị ạ, cánh hoa dày cộp luôn. Dòng lan Hải Henry này, mặt bông của nó đây cô chú anh chị này. Đó. Và Hải Henry em xin phép được bán với giá là 80.000 cho một chậu. Em có 2 chậu duy nhất nhé. Sang bên này đây sẽ là những cây Hải Hồng cô chú anh chị ạ. Hải Hồng thì cực kỳ là dễ thuần dễ trong. Hoa của nó cũng gần như là Hải Mốc Hồng, nhưng mà cái sắc hoa của nó sẽ, cái bông của nó sẽ hồng hơn. Đây là cái dòng lan Hải Hồng thì em thấy là người ta bán cái hàng rời thì cũng vài chục nghìn một cây cô chú anh chị ạ. Ở đây thì em đang có 3 chậu để cô chú anh chị mình có thể lựa chọn cây đã trồng thuần ổn định trong chậu như thế này. Hình này gọi là hình số 9 này cô chú anh chị này, với là 110.000, hình số 8 với giá 110.000 và hình số 7 với giá 110.000 và hình số 6 với giá là 120.000. Nói chung là giá này thậm chí em còn bán rẻ hơn cả
cái hàng người ta bán lẻ, cô chú anh chị bán lẻ, người ta bán lẻ mỗi một cây hài hồng này là rẻ nhất cũng 40.000 một cây á cô chú anh chị. Đấy thì cô chú anh chị mình có thể sở hữu ngay những cái giò lan như vậy nhá. Dạ, sang bên này đây thì em đang có những phần lan kiếm, đây là những cây kiếm đỏ Bắc Đô. Mỗi một lô kiếm đỏ Bắc Đô như vậy thì cô chú anh chị mình có thể có một cái giò vừa xanh vườn, vừa tạo không gian xanh mà đến mùa hoa thơm nước mũi. Hình này gọi là hình số 1 này, hài kiếm số 1. Cả một cái lô như vậy em đang bán với giá chỉ 70.000 thôi, và chỗ này là có một cái rề lớn với một rề nhỏ nhá cô chú anh chị nhá, lá rất là to. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 2, chỗ này cũng là một cái phần rất là nhiều. Chỗ này em xin phép được bán 40.000, và phần số 3 cũng với giá 40.000, và phần số 4 cũng với giá 40.000 này. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hồ điệp lá biên, hay còn gọi là cái dòng lan hồ điệp phát tài cô chú anh chị ạ. Hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài nhá. Mỗi một cây lan hồ điệp như vậy hiện tại là đang có ít nhất là một từ một nụ trở lên. Cây rất là khỏe như thế này. Nói chung là dòng này thì mình không chỉ chơi hoa mà còn ngắm lá rất là xinh. Khi mà vào một cái chậu hồ điệp lá biên như vậy em đang bán với giá chỉ có 45.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé, 45.000 cho một chậu thôi. Cái độ bền của dòng lan hồ điệp này nó phải tầm trên 2 tháng, và khi mà cái cây lan hồ điệp này nó nở hoa thì thực sự nó là một cái sự kết hợp cực kỳ là hoàn hảo giữa sắc đẹp của bông hoa và thân lá. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em cái mặt bông của dòng hồ điệp lá biên nó đẹp như thế này cô chú anh chị nhé. Chỉ cần một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Khi mà nó nở hoa cô chú anh chị có thể để trưng trên bàn làm việc này, hay là trong phòng khách trong vòng hơn 2 tháng với cái vẻ đẹp xinh đẹp tuyệt vời của nó cô chú anh chị ạ. Cây hiện tại đang nụ. Đấy, có 45.000 cho một chậu thôi, tức là bằng một cái bát phở của chú anh chị mình thôi đúng không ạ? Là cô chú anh chị mình sở hữu một cây hồ điệp rất là đẹp như thế này rồi. Và sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cây lan hoàng nhạn. Cô chú anh chị có thể thấy là đây là những cây lan hoàng nhạn mà cực kỳ là to và đẹp nhá. Cây rơi ít nhất là từ 8 cặp lá trở lên. Và hàng này thì chắc chắn rằng là sẽ cho hoa trong cái thời gian rất là ngắn tới rồi. Mỗi cây rơi ít nhất 8 cặp lá, chiều cao phải từ 25cm trở lên. Cô chú anh chị mình cũng em lựa chọn từng hình một. Cây này gọi là cây số 1 này. Có chút lỗi lá ở đây một chút xíu này cô chú anh chị này. Cây này phải tầm hơn chục cặp lá. Cây này bán với giá 140.000 ạ. Cây số 1 ạ. Cây số 2 130.000 cô chú anh chị. Rất là đẹp luôn. Một cái cây như thế này cô chú anh chị trùng vào trung tâm chậu đi quá đẹp đúng không ạ? Mặc dù mất một cái lá ở đây nhưng mà cô chú anh chị thấy là nó vẫn rất là tuyệt vời. Và hình tiếp theo cây số 3 với giá là 100. Cây số 3 này thì cũng lá to lá ngắn nhé cô chú anh chị nhé. Cây này là lá ngắn, lỗi lá ở đây một chút xíu thôi. Cây này em bán 140.000, và cặp đôi bên kia, kia là một cái cặp đôi gồm có hai cây mẹ con cô chú anh chị ạ. Hai cây, một cây lớn một cây nhỏ, hình này em bán 170.000 cô chú anh chị, là một chậu xuất sắc luôn ạ. Sang bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị mình đó là những chậu lan kiều tím yên tử ạ. Cô chú anh chị mình có thể nhìn cho em cái dòng lan kiều tím yên tử là một trong những dòng lan kiều phải nói là có mặt bông đẹp và quý nhất trong tất cả những dòng lan kiều cô chú anh chị nhé. Mặt bông đẹp và quý nhất, giá trị nhất trong tất cả những dòng lan kiều ạ. Và một cái chậu lan kiều tím yên tử như vậy em đang bán với giá chỉ 140.000 thôi. Cô chú anh chị có thể thỏa mãn đam mê của mình với những cái bông kiều tím yên tử cực kỳ là đẹp. Và cô chú anh chị có thể cùng em ngắm cái mặt bông kiều tím yên tử này đã sổ tại vườn, rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhé. Đó, chắc chắn rằng khi mà nó nở hoa không làm cô chú anh chị mình thất vọng đâu ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu kiều vuông lộc Bắc, thân nào thân đấy to mập nú. Trước đây thì giá kiều vuông lộc Bắc này cực kỳ siêu đắt đỏ, một trong những dòng lan cô chú anh chị có thể kích nó để nó nở vào đúng thời điểm Tết. Khi mà nó nở hoa một cái chùm hoa dài mượt cực kỳ là đẹp. Một cái chậu kiều lộc Bắc đẹp như thế này em đang để giá có 140.000 thôi cho một chậu cô chú anh chị nhé. Hôm trước thì em có để giá là 150. Tuy nhiên hàng hôm nay thì thân nó có nhỏ hơn, ngắn à không phải nhỏ hơn mà nó ít thân hơn một chút xíu cô chú anh chị ạ. Nên em sẽ để với giá chỉ còn có 140.000 thôi. Và một cái chậu kiều mỡ duy nhất cô chú anh chị ạ. Đây em hàng em cũng còn rất là nhiều nên cô chú anh chị mình em có thể lựa chọn cho cô chú anh chị mình những chậu lan đẹp ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái bảng lan giả pháp. Giả pháp này trước đây người ta bán theo thân, thân cả hơn 100.000, một trong những dòng lan nở hoa tuyệt vời, đỏ rực rỡ và sẽ nở hoa vào đúng cái thời điểm Tết cô chú anh chị nhé. Đây là cái bảng giả pháp. Đây là một cái bảng giả pháp. Thực sự nó là một suối hoa rất là tuyệt vời, khi mà nó nở hoa nó sẽ rất là nổi bật trong cái khu vườn của nhà cô chú anh chị luôn, và rất là thơm nữa. Một cái bảng giả pháp như vậy cô chú anh chị nhìn cho em, hiện tại nó rơi vào ít nhất là hơn chục thân đúng không ạ? Và nó không phải là cây ki năm đầu mới ghép mà nó là cái cây đã được trồng thuần rất là lâu rồi. Một bảng giả pháp như vậy em xin phép được bán với giá có 140.000 thôi cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị sẽ có một cái suối hoa thật sự tuyệt vời ạ. Và bên này là một cái phần lan hương vani nhé cô chú anh chị nhé. 30.000 cho cả lô hương vani này cô chú anh chị về ghép dây chơi chơi. Một cái cây lan có cái sắc hương ngọt ngào quyến rũ luôn. Và sang bên này là những cái giò lan phi điệp cánh viền cô chú anh chị ạ.
phi điệp cánh viền. Cái dòng lan này là một trong những dòng hoa mà có mặt bông rất là đẹp và đã đi dự những triển lãm về hoa lan, được giải rất là cao. Và một chậu sum xuê như thế này đó, không phải tự dưng mà mặt bông nào người ta cũng nhân giống đâu cô chú anh chị ạ, là những mặt bông rất là đẹp nên là người ta mới giữ giống cô chú anh chị nhé. Và những cái chậu lan phi điệp cánh viền như vậy rơi khoảng tầm 8 đến 10 thân trở lên đấy ạ. Chắc khoảng tầm 8 thân trở lên cô chú anh chị ạ, em cũng đếm kỹ. Với giá em đang bán thì giá chỉ 110.000 cho một giò phi điệp cánh viền này thôi. Và sang bên này đây là những cái giò lan địa lan quân tử cô chú anh chị ạ. 70.000 cho một cái chậu địa lan quân tử này thôi nhá. Một cái cây mà người ta sẽ trồng trong nhà, hàng bản lá ngắn và rất là nhiều cặp lá đẹp như thế này. Cô chú anh chị để vào một cái chậu thủy tinh nữa để trong nhà là đẹp long lanh luôn. Ngoài tạo không gian xanh và vẻ đẹp cho cái không gian gia đình thì cây này nó còn là một cái cây lan mà mang một cái tác dụng rất là tuyệt vời, đó là có thể thanh lọc không khí nhé cô chú anh chị nhé. Loại bỏ những chất khí độc hại trong không khí và loại bỏ ngay cả những tia sóng từ điện thoại hay tivi. Nên là khi cô chú anh chị mình có một cái cây địa lan quân tử như vậy trong nhà sẽ tạo ra một môi trường thực sự rất là tuyệt vời cho những thành viên trong gia đình. Và sang bên này đây cô chú anh chị mình cùng em sở hữu những cái giò lan vũ nữ rất là xinh đẹp ở đây ạ. Những cây lan vũ nữ, đây là cái dòng lan vũ nữ siêu bền hoa của chú anh chị ạ. Vũ nữ đậu ngọt hay còn gọi là vũ nữ thiên hương nhé của chú anh chị. Đó, với những cái bông hoa vằn và cần hoa rất là nhiều bông đẹp như thế này, siêu bền hoa. Và sẽ cho cô chú anh chị mình được thưởng thức hoa quanh năm ạ. Rất là thơm cô chú anh chị này. Cái bông này cũng nở khá là lâu rồi mà cô chú anh chị có thể thấy là thời điểm hiện tại bông hoa vẫn còn căng đét đẹp tuyệt vời như thế này. Mà giả hành nào giả hành đấy bự chảng luôn cô chú anh chị ạ. Và một cái chậu lan như vậy thì ít nhất là hai vòi nụ cho cô chú anh chị mình về có thể thưởng thức hoa ngay cô chú anh chị nhé. Em đang bán một cái giò như vậy với giả hành to như cả cổ tay luôn, khá là nhiều giả hành đẹp, với giá chỉ có 130.000 thôi cho một cái giò lan vũ nữ thiên hương, hàng đang nụ nhé cô chú anh chị nhé. Chậu xanh rất nhiều giả hành đẹp như thế này ạ. Một cái giò lan quế lan hương, hàng có bản lá nhăn nhẹ và cái lá lớn nhất ở đây, hàng lá xếp nhé cô chú anh chị nhé. Hàng lá lớn nhất ở đây có lẽ là phải rơi vào gần đến cả 5 cm rồi nhé. Một cái giò quế lan hương hàng lá xếp nhiều thân như thế này, đến khi mà nó nở hoa chắc là sẽ thơm khắp sở hữu phố luôn đấy ạ. Em bán 600.000 cho giò quế lan hương này. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan đendo chớp bịp. Em nghĩ rằng là những anh chị yêu lan chắc là không thể thiếu cho sân vườn của nhà mình những bông chớp bịp tuyệt vời như thế này đúng không ạ? Mà đặc biệt là rất là bền hoa, siêu bền hoa luôn cô chú anh chị nhé. Siêu bền hoa luôn mà bông hoa đẹp quyến rũ như thế này. Đó, cánh hoa chớp đẹp quyến rũ như này. Và một cái chậu đendo chớp bịp khỏe đẹp mà cô chú anh chị mình cũng có thể được thưởng thức hoa suốt, làm cây giống đẹp như thế này, với giá em đang bán là 150 cho một dòng một chậu đendo chớp bịp ngày hôm nay cô chú anh chị nhé. Đó, bông hoa cánh tím chớp rất là tuyệt vời như thế này và rất là bền hoa, đáng sưu tầm cô chú anh chị ạ. Chậu ít nhất là 3 giò hành ạ. Và duy nhất nhá, duy nhất ở đây này, một cái chậu dendro lá biên vàng cô chú anh chị ạ. Một cái dòng lan mà cô chú anh chị không chỉ chơi hoa mà còn là cái dòng lan chơi thân lá nhá cô chú anh chị. Em bán cái chậu dendro lá biên vàng này có cả ki trên thân ạ. Năm trước em cắt cái ki trên thân trồng thôi mà vừa rồi cũng cho một cái bông hoa cực kỳ là đẹp. Chậu dendro lá biên vàng rất là xinh này, em đang bán với giá 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. Hoa cánh vàng ba bầu tròn rất là đẹp, là một cái chậu thiên nga rất là khỏe luôn cô chú anh chị này. Mới cây thiên nga khỏe đẹp này, em bán chậu này với giá chiều cây này vứt lăn lông lốc trong vườn rất là lâu rồi ạ. Hiện tại đang lên hai cái mầm rất là đẹp như thế nhá cô chú anh chị nhá. Em bán cho cô chú anh chị 90.000 cho chậu thiên nga này đi ạ. Phi điệp vàng, chuẩn bị đến mùa hoa của phi điệp vàng rồi ạ. Mùa hoa tháng 8 hiện tại có một số cây đã có mắt nụ rồi ạ. Và giò phi điệp vàng giò hình 48 này, em đang để giá với giá là 110.000 cho giò phi điệp vàng này, rất là nhiều thân nhé. Hình số 40, đây là giò 47, 110.000 giò 46 với giá là 90.000. Và giò số 45, phi điệp vàng 45, chậu này thì cũng khá là nhiều thân mà mập nú luôn thì cô chú anh chị này. Tuy nhiên thì có một cái thân này nó bị gãy, chắc là cái phần bên dưới này vẫn cho hoa bình thường. Giò này em xin phép được bán 70.000 thôi. Và sang bên này đây sẽ là giò 48 ạ. Giò 48 này em bán với giá 100.000 ạ. Và sang bên này đây cô chú anh chị mình của em lựa chọn những cái hình lan phi điệp tím của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Phi điệp tím của vùng Cao Bằng thì một thời đã được rất là nhiều cô chú anh chị săn tìm bởi rất là nhiều khuôn bông hoa đẹp và đặc biệt là cây hàng lá nhựa, lá dày. Đó, thường là đa số là hàng lá nhựa lá dày. Và cái cánh hoa thì bông hoa rất là to, khuôn bông bầu tròn và đa số là môi tuyết rất là đẹp. Đó, đó là một trong những cái đặc điểm mà được cô chú anh chị mình rất là yêu mến cái dòng lan điệp tím của vùng Cao Bằng.
Hôm nay em đang có rất là nhiều những cái giò lan để cô chú chị mình có thể sở hữu. Sở hữu nói chung là hiện tại thì điệp tím nó không có giá, tuy nhiên cái vẻ đẹp của nó chắc chắn rằng là vẫn làm rất là nhiều người ưa thích, đúng không ạ? Cô chú chị mình cùng em chọn ngắm hoa thực sự với những cái giò lan phi điệp tím của vùng Cao Bằng, giá cực kỳ là rẻ. Nay cũng có rất là nhiều mặt bông để cô chú chị mình chọn này. Đây là một cái giò lan cánh bầu cô chú chị ạ. Cây cánh bầu rất là tròn đẹp luôn. Cánh bầu đây là một cái dòng lan ám. Cây này trước đây là cái cây này thân vàng, và khi mà đang bắt sổ thì cây này là cực kỳ hot hit luôn. Dạ, đầu tiên là một cái chậu dáng hương đuôi sắp trước ạ. Cây hoa này siêu tím đậm nhá cô chú anh chị nhá. Bông sắp này rất là tím đậm này cô chú anh chị này, mà bông hoa rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Bông đuôi sắp, bông hoa tím đậm và chậu đuôi sắp hàng lá xếp đẹp như thế này. Em xin phép được bán chậu này với giá là 200.000 nhé, chị anh chị nhé. Chậu đuôi sắc hình số 30, 200.000. Và sang bên này đây sẽ là một cái giò dáng hương tam bảo sắc, cô chú anh chị ạ. Một cái giò dáng hương tam bảo sắc. Đây là những cái chậu lan dáng hương tam bảo sắc hoa vàng nhé, chị anh chị nhé. Cây này thì hơi lung lay ra. Trời ơi, cây này lung lay ra như thế này rồi. Cô chú anh chị mình cùng em ngắm hoa này. Ngắm hoa của mặt bông của dòng tam bảo sắc hoa vàng. Cô chú anh chị thấy là nó gần như là không khác gì cái bông hoàng nhạn luôn, đúng không ạ? Không khác gì bông hoàng nhạn luôn, và siêu thơm nhé cô chú anh chị nhé. Siêu thơm luôn, cái tam bảo sắc hoa vàng này này, cực kỳ là thơm. Đó, mặt bông rất là tuyệt như vậy. Hiện tại thì em đang có hai cái, một cái thân này đang hoa và một cái thân này đang nụ, là dòng tam bảo sắc hoa vàng. Và cái chậu dáng hương tam bảo sắc hoa vàng hiện tại em đã trồng trong chậu đẹp như thế này. Đó, thơm ngát luôn cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị về trồng chăm sóc cho chậu này, em xin phép được bán chậu này với giá 180.000. Và chậu tiếp theo, chậu 32. Chậu 32 cũng là một cái giò tam bảo sắc hoa vàng, cây rất là dài nhé cô chú anh chị nhé. Hoa của nó thực sự là quá là quyến rũ, cái mùi hương của nó thơm không khác gì hoàng nhạn cô chú anh chị ạ. Hiện tại thì đây có một cái cây đang nở hoa rồi, cây đang nụ, nói chung chủ yếu là đây này, cũng có vài cái thân đang nụ cô chú anh chị ạ. Hàng này thì em cũng vừa mới ghép, cũng đang ra rễ thôi nhé cô chú anh chị nhé. Cây cũng đang hồi trở lại rồi. Chậu này em bán với giá là 180.000 để cô chú anh chị mình sưu tầm cái chuẩn bông tam bảo sắc hoa vàng rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 33. Đây là một cái chậu phi điệp tím của vùng Cao Bằng. Hình này thì đang có một cái nụ ở đây cô chú anh chị ạ. Tuy nhiên thì cái chậu này chủ yếu em bán cây để cô chú anh chị về chơi hoa sang năm. Cái chậu số 33 này em bán với giá là 60.000 đi ạ. 60.000 thôi cô chú anh chị nhé. Chậu tiếp theo 34 ạ. Chậu này hai mầm và cũng đang có hai mầm hàng lá nhựa. Hàng lá nhựa và mầm lên rất là khỏe và cũng đang có hai nụ ở đây. Chậu này xin phép em bán với giá 80.000 ạ. Gọi là chậu 34. Và chậu tiếp theo sẽ là chậu 35 này. Chậu 35 này là một cái chậu mà khá là nhiều mầm nhá cô chú anh chị nhá. Khá là nhiều mầm. Đấy thì cũng có đang có những thân này đang nụ này. Thân bên kia cũng đang nụ, có hai thân đang nụ và chậu này sẽ chắc là sẽ có hai cái mặt hoa. Chậu này em xin phép được bán với giá là 100.000 cho chậu này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 36 ạ. Hình 36 là một cái chậu mà khá là nhiều thân ở đây. Và hiện tại thì có một cái thân đang nở hoa đây này. Bông hoa to khổng lồ luôn cô chú anh chị. Môi tuyết đẹp tuyệt vời như thế này này. Đó, cô chú anh chị thấy ạ. Có một cái thân nù nhá. Rất là nù cô chú anh chị. Hàng Cao Bằng thường đa số là hàng lá nhựa thân nù. Bông hoa rất là to cô chú anh chị ạ. Bông hoa... Đấy... Và cái giò điệp tím của vùng Cao Bằng này hiện tại em đang có một cái thân đang nở hoa nhá. Và có vài thân nó đang nụ này. Một thân nụ này. Thân bên này cũng đang nụ nữa. Về cô chú chị sẽ được thưởng thức hoa ngay. Cái giò lan điệp tím này về cô chú chị có thể cắt tia ra để làm thêm một giò nữa. Giò này xin phép em được bán 120.000 cho giò này ạ. Giò 36 ạ. Tiếp theo sẽ là giò 37. Cô chú chị về. Ôi cái giò này chắc là bông cũng khá là ám cô chú chị ạ. Cái lá này. Dòng thân thủ cực kỳ là thân nù rất là đẹp luôn. Hàng là gần như là lá mít tròn đẹp cô chú anh chị ạ. Cái chậu này xin phép được bán với giá là 100.000 nhé cô chú anh chị nhé. Cái bông này chắc cũng sẽ rất là bầu cô chú anh chị ạ. Bởi vì hiện tại cái nụ nó bầu. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 38 ạ. Một giò với những cái mầm siêu đẹp cô chú anh chị ạ. Bốn mầm siêu đẹp luôn nhé cô chú anh chị nhé. Có cả ki trên thân nữa. Thời điểm hiện tại thì đang nở hoa rất là rực rỡ. Đang nở hoa rất là rực rỡ và thơm ngát luôn này cô chú anh chị này. Đấy, bông điệp tím của vùng Cao Bằng cánh hoa, cánh nhựa. Hoa cánh nhựa môi tuyết rất là đẹp như vậy. Thơm ngát cô chú anh chị nhá. Giò đẹp mê luôn cô chú anh chị. Xin phép em bán giò này với giá là 180.000 ạ. Nó quá đẹp cô chú anh chị này.
Thân lá nhựa và mầm lên quá đẹp ạ. Một cái giò để cô chú anh chị về thưởng thức hoa. Với giá 180.000 và làm cây giống cho sang năm, tuyệt vời đúng không ạ? Và sang bên này đây sẽ là giò 39 này. Giò 39 này siêu mầm luôn cô chú anh chị nhá. Siêu mầm luôn ạ. Giò này bán với giá là 100.000 đi, siêu mầm. Và hình tiếp theo sẽ là cái giò số 40. Giò số 40 này em treo ở trong vườn đẹp long lanh luôn ạ. Treo trong vườn đẹp long lanh luôn. Bao nhiêu mầm đây? Nó là một cái tác phẩm tuyệt vời nhá cô chú anh chị nhá. Hiện tại đang có 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 mầm. 6 mầm và ở đây thì đang có 3 thân đăng hoa. 3 thân đăng hoa và bên kia đang có 2 thân đăng nụ nhá cô chú anh chị nhá. 2 thân đăng nụ, một cái tác phẩm tuyệt vời đẹp như thế này. Giò này em xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là, trời ơi, trước đây tiền vài triệu. Thì bây giờ em bán với giá là 350.000 cho giò lan này cô chú anh chị nhá. 350.000 cho giò lan phi điệp tím hàng tác phẩm của nhà em. Đó, một cái giò lan rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Hoa to cô chú anh chị ạ, hoa rất là to luôn, cánh hoa tròn đẹp. Rồi sang hình tiếp theo cũng là một cái giò mà cũng đang siêu nhiều nụ đây cô chú anh chị. Trồng trên cái thớt nghiến, thớt, đây là hình như là thớt nghiến hay sao cô chú anh chị. Đang toàn bộ đều là nụ hết nhá, về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa luôn. Đó, đang toàn bộ đều là nụ, đang mầm gốc như này. 2, 3, 5 mầm gốc. Giò này em xin phép được bán với giá cũng là 190.000 cho giò này. À, sang hình tiếp theo sẽ là hình số 42, một cái giò điệp tím của vùng Cao Bằng mà hiện tại là hai cái thân đang nụ dài mướt như thế này cô chú anh chị ạ. Và đang có một mầm gốc. Chậu này thì cô chú anh chị về ngắm một mùa hoa thôi cũng đã mắt luôn ạ. Và giò điệp tím này xin phép em được bán với giá là 110.000 cho giò này cô chú anh chị nhé. 110.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là cái hình số 44 ạ. Hình số 44 ở đây cô chú anh chị. Hình 44 này. Cũng giò này ôi trời ơi có những kiến tím lịm luôn này cô chú anh chị này. Kiến này là kiến có rất là nhiều kiến tím lịm luôn cô chú anh chị ạ. Kiến này là kiến tự nhiên nhé, tức là cây hoa trong vườn ấy nó nở hoa và sau đó là cánh hoa của cánh chắc là nụ cái hạt của nó bay vào đây nên là lên rất là nhiều kiến luôn này cô chú anh chị này. Rất nhiều kiến luôn cái cục này này. Ba mầm gốc cực kỳ là đẹp cô chú anh chị ạ. Đẹp ạ. Ba mầm gốc cực đẹp nhá. Và với cả hai cái thân siêu tuyệt vời ở kia. Giò này em cũng xin phép được bán giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 180.000. Cô chú anh chị về vừa ngắm một cái giò hoa rất là nhiều mầm đẹp như thế này. Đó, với hàng lá nhựa lá mít rất là đẹp như vậy nhá cô chú anh chị nhá. 180.000 thân to đùng luôn cô chú anh chị ạ. Đấy là em còn chưa chăm sóc cái gì cả nhá. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái giò dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng. Cô chú anh chị mình cùng em lựa chọn những cái hình dáng hương đuôi cáo trong buổi tối ngày hôm nay. Rất là nhiều những cái mặt bông đẹp cô chú anh chị. Từ những cái cây lan thuần và những cái cây lan rời ở đây. Cô chú anh chị mà em chọn lại cái hình số 10 này cô chú anh chị này. Hình số 10, một cái cây dáng hương đuôi cáo mà hoa khá là đậm ở đây ạ. Bông hoa đậm nhé cô chú anh chị nhé. Hoa khá là đậm ở đây. Và ngọn cáo xinh xinh này em xin phép được bán với giá 50.000 thôi ạ. 50.000 thôi cho hình số 10 này. Hoa đậm nhá, cô chú anh chị mình sở hữu. Hoa khá là xinh đẹp ở đây. Và hình tiếp theo, cái cây này chắc là cây này cũng đang chuẩn bị bung lụa này. Đó, nụ rất là xinh luôn, hình số 11 ạ. Có hai mặt bông ở đây cô chú anh chị, bông này cũng rất là đậm. Và một cái bông cánh trong veo đẹp như thế này cô chú anh chị này. Cánh trong veo và chấm rất là đẹp như thế này. Đó, một cặp đôi hai cây này xin phép em được bán với giá là cặp đôi này là 100.000 nhé. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12 ạ. Nói chung với mùa này cô chú anh chị về tự ghép cũng yên tâm thôi. Hình số 12 cũng là một cái cây cáo với cái mặt hoa như vậy. Em bán cây này với giá 50.000. Và hình số 13 này. Hình số 13 một cái ngọn cáo bông cũng rất là đẹp, cánh trong vắt. Nói chung là cứ lên vườn cái mùa cáo này là không biết đường xuống luôn đấy cô chú anh chị. Hoa rất là nhiều, những cái kiểu hoa nó nhìn cái bông nào cũng cảm thấy mê luôn cô chú anh chị ạ. Cây hoa này xin phép em được bán với giá mặt bông này 80.000 nhá cô chú anh chị nhá. Cho cây này 80.000 ạ. Đây số 13, hình số 14. Hình số 14 là một phần cáo mà có tất cả là 5 cây ạ. 5 cây cô chú anh chị nhá. Và cũng có một cái bông hoa mà cánh bầu rất là đẹp như thế này. Và cánh trong vắt tím, chấm tím tuyệt vời như vậy nhá. Và cái hình này xin phép em được bán với giá là 120.000. Không biết là những cái mặt bông này sẽ sổ như nào. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 15. Hình số 15 ở đây cũng là hai mã màu này cô chú anh chị này. Hai mã màu đây ạ. Đó.
Nói chung là cái mặt bông nào cũng rất là đẹp, nhìn cái mặt bông nào cũng cảm thấy cực kỳ là mê luôn cô chú anh chị ạ. Cứ lên vườn là mặt bông nào cũng thấy rất là thích. À, một cặp đôi hai cây này xin phép được bán với giá 100.000 này. Và sang bên này đây là một siêu phẩm nhá cô chú anh chị nhá. Tổ này thì nó là nguyên một dề luôn ấy cô chú anh chị. Trước đây năm ngoái là một cái cây cáo hoa phân nhánh cô chú anh chị ạ. Cây cáo hoa phân nhánh nhá. À, hiện tại phân nhánh, nhưng mà cây này thì trước đây em bán nhưng mà khách bom hàng phân đến 3 nhánh luôn cô chú anh chị ạ. À, khách bom hàng sau đấy là em mang về em trồng lại. Em trồng lại hiện tại nó lên đẹp như thế này, về héo rũ héo rượi em trồng lại. Cánh lá rất là dày, em trồng ở trong cái chậu này không biết là bao nhiêu cây đây. Đẹp cô chú anh chị ạ, toàn là những cây xếp vụt thôi, những cây xếp vụt, những cây đẳng cấp thôi nhá cô chú anh chị nhá. Cái chậu này thì hơi bị chật chội với nó rồi, mặc dù em đã trồng cái chậu rất là to cô chú anh chị ạ. Cây bởi vì thân rất là to và mặc dù nó không phải là nhiều thân lắm, một này, hai này, hai thân to, ba thân to, cây này còn xoáy nữa cô chú anh chị ạ, xoáy nữa. Và thêm vài cái ngọn con ở dưới này này. Đấy, thêm vài ngọn con ở bên dưới này nữa. Cây con đang mọc lên rất là đẹp nữa cô chú anh chị ạ. Mặc dù là nó là một dề nhưng mà không hiểu làm sao mà nó lại ra hai cái mặt bông cô chú anh chị ạ. Mặt bông này là bầu chấm này cô chú anh chị này, với khuôn bông bầu chấm bi, hoa trong vắt đẹp như thế này. Đó, và một cái mặt bông hồng nhá cô chú anh chị nhá. Bông này là hồng rất là xuất sắc luôn nhá. Một mặt bông hồng rất là xuất sắc nhá. Đấy. Và đây lại là đây cũng là trắng chấm bi này, có hai cái mặt hoa như vậy. Đó, cái giò này thì cũng sẽ khá là cao một chút xíu cô chú anh chị ạ. Khá là một trao cao một chút xíu nhá. Cây này thì chắc chắn là trồng đến sang năm là sẽ phân nhánh lại cô chú anh chị. Bởi vì cái kiểu phân nhánh nó là một trong những kiểu lan đột biến của dòng giáng hương đuôi cáo đấy ạ. Nhà cây này thì em vừa trồng lại năm nay thôi nên là hiện tại năm nay là chưa có phân nhánh được. À, sang hình tiếp theo sẽ là hình số 17 này. Hình số 17 cũng là một cái giò lan cáo tuyển mà năm trước là phân rất là nhiều nhánh. À, năm nay thì hàng bị cây nó bị tụt mất một hai cái lá. Trời ơi, năm ngoái đẹp mê cô chú anh chị ạ. Năm ngoái đẹp mê và hoa đây cô chú anh chị, cực kỳ là đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Khuôn bông cực đẹp luôn, hiện tại đang nở hai vòi hoa. Đó, phân nhánh mà hoa lại đẹp như thế này. Năm nay không phân nhánh, còn năm trước thì phân nhánh quá đẹp cô chú anh chị ạ. Năm ngoái thì phân nhánh quá đẹp luôn. Đấy, một cái chậu lan hàng cáo tuyển này. Có tổng là 3 cây nhá cô chú anh chị nhá, 3 cây. 3 cây hàng lá xếp, đây là cây mẹ con đấy cô chú anh chị ạ. Cái giò cáo này xin phép em được bán với giá là 1 triệu đồng cho chậu này nhá. 1 triệu cho chậu này. Đó, nếu mà không trồng bán được thì em sẽ cho lại vào vườn. Một cái cây chậu lan mà toàn là những cây xếp tuyển thôi. Và cái đặc biệt là cái mặt bông rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Cái chậu số 18 này cô chú anh chị cũng là một bông hồng nhá cô chú anh chị nhá. Một bông hồng và cô chú anh chị thấy là bông hoa rất là to. Trên từng cái khuôn bông hoa, cánh hoa này không có sự rời rạc mà những bông hoa nó xin xít rất là đẹp như thế này. À, cái giò cáo này xin phép được bán với giá là 400.000 cho chậu cáo này, cũng là hàng xếp tuyển và cây mẹ con cô chú anh chị ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là những cái hình cáo cũng rất là rẻ cô chú anh chị. Đây, hàng rẻ thì em cũng có. À, đây ạ, cái chậu này mặt hoa đây cô chú anh chị nhá. Cái chậu này em bán với giá là 140.000 này, gọi là chậu 19 này, chậu 20. Cô chú anh chị cứ ngắm hoa cho em và chọn cái mặt bông nào cô chú anh chị yêu thích này. Cũng là một cái bông hồng. Và giò này, giò 20 này em xin phép được bán với giá là 120.000 cho giò này. Và sang hình tiếp theo là hình 21 ạ. Hình 21 này, hoa đây ạ. Hơi tàn một chút xíu rồi cô chú anh chị ạ. Mặt bông nào cũng rất là đẹp luôn. Chậu này em bán với giá 160.000 cho chậu này nhá. Hình 21, hình 22. 22 đây ạ. Đẹp lắm cô chú anh chị ạ. Mặt bông nào cũng rất là đẹp luôn. Xuống lên vườn là không muốn xuống. Chậu này em bán là 150.000 cho giò này. Và chậu 23 cũng là hai cây xếp đẹp. Cũng là một chậu hai cây xếp đẹp và hoa cũng đẹp cô chú anh chị ạ. Mặt bông nào lên cũng cắm ngắm cũng cảm thấy mê cô chú anh chị. Một cái chậu cáo hai cây xếp đẹp mà xếp rụt nhá cô chú anh chị nhá. Hai ngọn này em xin phép được bán chậu này với giá 180.000 và sang hình tiếp theo hình 24. 24 chậu này thì em cũng đang có 3 cây lan này, 4 3 cây và hiện tại là cây đang nụ nhá. Có cây đang nụ và cũng có cây nó đang hoa này, có cây đang nụ, cây đang hoa. Đấy. Và cái giò cáo này xin phép em được bán với giá là 160.000 và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 25. Chậu 25, ôi cái bông này. Bông này cũng rất là xinh luôn cô chú anh chị ạ. Ngoi lên đây
một cũng là một bông hồng rất là xinh. À, cái giò cáo này xin phép được bán với giá là 140.000 nhá. Và sang hình tiếp theo, có lẽ là rất là nhiều anh chị yêu thích cái dòng dáng hương đuôi cáo bởi vì sự đa dạng về màu sắc, cái khuôn bông của nó. Cô chú anh chị ạ, 120.000 cho giò này là giò 26 ạ. Giò tiếp theo là giò 27. Giò 27 ạ. Giò 27 đây cô chú anh chị. Chậu này có 4 cây hay 5 cây? 4 cây cô chú anh chị ạ. 4 cây. Và chậu cáo này xin phép bán 150.000. Và chậu tiếp theo là chậu số 28. Chậu này em bán với giá là 140.000 luôn ạ. Hơi rời rạc một chút. Và chậu tiếp theo 29. Đây là một khúc nguyên bản. Cái chậu này, cái này cô chú anh chị cho vào chậu đi, cho thêm giá thể vào là đẹp đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Cái là xếp 60.000. Này đây sẽ là rất là nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan này cô chú anh chị này. À, đầu tiên sẽ em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đặc sản món chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng, được trồng ở vùng núi Phe Đén ạ, với độ cao trên 1.000m² mà quanh năm sương mù bao phủ, tạo ra một cái hương vị rất là riêng đậm đà mà không nơi nào có được cô chú anh chị nhé. Em đang bán một cái túi chè ô long như vậy với giá 170.000 cho túi nửa kg, và chè dây với giá 50.000 cho một túi nửa kg đó. Chè dây này thì tự nhà em sao nên là rất là đảm bảo về cái chất lượng ạ. Năm nay ở đây thì rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1, 2, 3, 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong kg, cực kỳ là sạch, rất là chất lượng luôn rêu này cô chú anh chị nhé, khô và rất là sạch và rất là đẹp với giá 50.000 trong kg. Và dớn vụn ạ, dớn vụn 40.000 trong kg, dớn vụn 40.000 trong kg, dớn bảng kích cỡ 13-30 với giá 15.000 một bảng, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000 nhé, hùng nguyễn 25.000 trong một lọ, 5.000 trong một cặp, atonic 12.000 trong một gói, xúc thai hormone tăng trưởng 50.000, dưỡng chất AB với giá 80.000 trong một lọ, B1 thái 40.000, B12 giải độc cho cây với giá 30.000, liền da mỹ tiến 40.000, liền da sẹo đen 55.000, siêu da dễ N3M 30.000 trong một lọ, đặc trị côn trùng với giá 70.000 trong một lọ, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, và ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Dây kim kim bun đặc trị côn trùng 25.000 một gói, chi cho đề ma phân bón vi sinh hàng 55.000 một túi, dây buộc lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 cho một cuộn, phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp, dòng cao cấp đã rất là nổi tiếng rồi, 35.000 cho một túi 1kg phân trùn quế, phân dê đã qua xử lý và bón cho được trong thời gian rất là dài bởi vì cái hạt phân dê này nó tan rất là chậm ạ. Với giá em đang bán là 18.000 1kg cô chú anh chị nhé. Và bên này đây thì em có sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng ạ. 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, dạng treo, dạng lan, dạng nhỏ giọt, em đang bán với giá là 40.000 cho một cái lọ tinh dầu hồi này cô chú anh chị nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những mặt hàng hôm nay bên em đang có đấy ạ. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi, xin phép em được dừng clip ở đây ạ.